Luận phương trình bậc nhất ha, giải và biện luận nè. Phương trình bậc 1 AX cộng B bằng 0. Đấy, cái bài này thì ai cũng hiểu, bởi vì là nhập môn lập trình thì ai cũng biết rồi. Như vậy là các bạn phải cho người ta nhập hai cái giá trị A và giá trị B vào để mà mình làm gì các bạn? Mình giải và mình biện luận. Như vậy là các bạn muốn nhập liệu ở trong Python rất là đơn giản, dùng cái lệnh input nhập A. Nhập A bạn. Rồi cái kết quả nhập đó các bạn gán vào một cái biến A như thế này. Đó. Như vậy bằng cái lệnh này là nó sẽ hiện ra một câu lệnh này nhập A. Tương tự như vậy các bạn có là nhập B. Đây ha, mình có một cái nhập B. Mình để như thế này. Rồi, thì bây giờ thầy xuất AB cho các bạn coi trước nha. A phải B. Các bạn có thể xuất nhiều cái như thế này cũng được. Rồi, được chưa? Thì thầy chạy như thế này. Các bạn run lên. Đấy, nó sẽ dừng lại, nó chờ mình nhập nè. Thầy nhập 8, thầy nhập 9. Thì nó xuất ra 8, 9 thôi. Được chưa? Như vậy là đó là thao tác nhập liệu. Nhưng mà các bạn nhớ một điều giùm thầy, là khi mà nó nhập liệu vô đây nè các bạn, cái con số 8 này nè, nó sẽ mang cái kiểu chuỗi 8 chứ không phải là số 8. Do đó là mình không thể nào mà thực hiện cái thao tác cộng trừ nhân chia được. Do đó là các bạn phải thực hiện một cái hành động là các bạn chuyển nó thành số. Thì ở đây mình cũng giống như vậy, mình sẽ có số nguyên, số thực. Thì các bạn chuyển thành số của chuỗi bằng cách này, bọc nó vô cái plot các bạn. Đó, mình sẽ chuyển toàn bộ cái này thành số. Tương tự vậy, mình bọc cái này vô. Mình sẽ chuyển toàn bộ cái này thành số. Rồi sau đó thì tới thời điểm này thì coi như mình đã có số rồi, thì bắt đầu mình biện luận bình thường. Biện luận bình thường giống như mình đã học ở trong các cái môn trước đây. Thì mình lại kiểm tra nè, nếu A là 0. Rồi thì pass ha. Cái lệnh pass này là cái lệnh rỗng là các bạn chứ không có gì hết á. Else pass. Như vậy là cái chỗ này là trường hợp A bằng 0, còn chỗ này là trường hợp gì? A khác không? Y hệt như những cái lập trình trước. Thì khi A bằng 0 thầy check thêm cái thằng B nữa. Nếu mà B nó là 0 thì thầy in ra là cái phương trình gì các bạn? Phương trình vô số nghiệm, đúng không? Phương trình vô số nghiệm. Rồi trong trường hợp thầy else, else của thằng này thì phương trình gì các bạn? Vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Được chưa? Rồi còn trường hợp này thì có nghiệm x bằng trừ b chia a. Thì sau đó thầy in kết quả ra như sau ha. Print nghiệm x bằng, các bạn có thể dùng phần trăm f các bạn truyền vô, nó là số thực mà, y hệt như trong sin cộng vậy, nhưng mà mình truyền bằng phần trăm x để lấy cái x này mình bỏ vô đây. Được chưa? Rồi bây giờ mình chạy cái này nè. Ví dụ như a bây giờ thầy nhập 0, b là 0, phương trình vô số nghiệm. Rồi mình nhập A là 0, B là 9 thì phương trình vô nghiệm. Rồi mình nhập A là 8, A là 8, B là 6 thì nó có nghiệm là trừ 0,75. Được chưa? Như vậy là giải cái biện luận chỗ này là các bạn thấy là rất là đơn giản. Mình lồng được vào bên trong của các lệnh. Rồi tiếp theo là chắc chắn các bạn học lập trình hôm rồi, các bạn dễ dàng phát hiện được chỗ này có khả năng có vấn đề. Có vấn đề là gì? Khi mà các bạn nhập vô một cái giá trị chữ chẳng hạn. Đấy, các bạn nhập enter như thế này nè. Enter như thế này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị ném ra một cái ngoại lệ các bạn. Nó sẽ ném ra một cái ngoại lệ. Thì do đó là bây giờ đó, thì các bạn thấy là nó bị cái vấn đề về cái này hồi xưa các bạn học là mình biết là mình sẽ thực hiện cái thao tác bắt ngoại lệ. Bắt ngoại lệ. Như vậy là khi mà bắt ngoại lệ thì trong đây cũng tương tự luôn các bạn. Các bạn sẽ thực hiện các cái khối lệnh try, catch và finally. Thì các bạn coi thầy làm nha. Thì ở đây các bạn sẽ có cái try nè. Đấy. Còn cái catch ở trong đây, nhớ cũng là dấu hai chấm các bạn. Các bạn có cái catch. Cái catch này là cái except. Except. Ở trong đây là nó gọi là except nha. Và các bạn có cái khối finally. Rồi. Như vậy, cái này thì xưa này các bạn biết rồi ha. Thì cái chỗ trong try này nè, là cái lệnh nào mà thầy nghi ngờ nó có vấn đề đó các bạn, thì thầy mới bỏ nó vô. Bỏ nó vô ha, thầy cất nó đi. Thầy bỏ nó vô đây. Đó. Như vậy là đây là hai lệnh thầy nghi ngờ là trong quá trình nhập liệu nó có khả năng nó có vấn đề. Bởi vì ngoại lệ nó là cái tình huống bất thường nó xảy ra lúc nó thực thi mà.
Được chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn có thể in ra một cái error đây nha. In ra cái error. Rồi các bạn có thể in ra cái final. Thì cái finally này thì các bạn biết rồi, dù nó có lỗi hay không đó các bạn, thì nó cũng gì các bạn, nó cũng sẽ luôn được thực thi. Được chưa? Còn cái này khi bị có lỗi thì nó mới vô đây. Thì cái này là thầy để trống nha, cái này có nghĩa là nó bắt hết tất cả các cái trường hợp luôn đó các bạn. Được chưa? Như vậy là bây giờ khi mà thầy chạy lên nè, thì các bạn thấy là ví dụ như chỗ này thầy nhập cái giá trị là U đi, thầy enter ngay. À, thì lúc này các bạn sẽ thấy là lúc này nó sẽ bị là done. À, tức là nó chạy vô cái đinh, tức là nó đã bị lỗi rồi đó các bạn. À khoan khoan, nó xuất ra cái giá trị. À khoan khoan, mình đóng dưới này lại các bạn, do nó bị chạy cái dưới này nha, mình đóng lại. Rồi, bây giờ các bạn run cái này lại nè. Ví dụ nha, thầy nhập vô chỗ này là sai đi, cái chữ U đi. Các bạn enter một cái. Đấy thì nó vô đây, nó xuất ra cái lỗi ở đây. Rồi sau đó nó cũng xuống là làm đinh, y hệt như các ngôn ngữ khác. À, tương tự như vậy, thì bây giờ thầy nhập đúng đi. À 8 9 đi, thì bây giờ nó không có lỗi và nó xuất ra cái chữ đền là xong. Được chưa? À, như vậy là ở đây là mình có cái chữ đền ở chỗ đây. À, như vậy là cách thức hoạt động nó giống hệt như các ngôn ngữ khác. À, ngoài ra đó các bạn, thì các bạn sẽ trong đây như thầy nói, nó sẽ có một cái thứ đặc biệt mà không phải thằng nào cũng có, đó chính là cái khối L. À khối L, khối L này nó có lợi gì đây? Khối L này nó sẽ được chạy khi trong cái try này nè các bạn, nó không có vấn đề gì hết. À thì nó sẽ chạy tới cái khối L này. À, các bạn nhớ là nếu mà trước đây khi mà các bạn lập trình đó, ví dụ như thầy nói cái khối lệnh này đi nha, cái khối lệnh này đi, khi mà các bạn muốn chạy đó, có phải là các bạn đặt ở đây không? Các bạn đặt ở đây. Nhưng mà khi mà mình đặt ở phạm vi này thì nó có vấn đề gì các bạn? Tức là những cái khối lệnh này nè, nó cũng bị check, nó cũng bị chạy, nó cũng bị kiểm tra cái try. Mặc dù ở đây mình không có nghi ngờ vấn đề, mình chỉ nghi ngờ có hai dòng này thôi. À nhưng mà với Python đó, thì mình sẽ sáng hơn, mình gọn hơn như thế này đây. Mình không đặt ở đây nữa các bạn. Đó, mình không đặt ở đây. Đấy, mình xác định là khi mà nó đã không có vấn đề rồi thì nó sẽ chạy vô đây, thì cái khối lệnh đó của thầy bây giờ thầy đặt ở đây là hợp lý nhất này. Được chưa? Đó, các bạn tap vô một tap. Đấy, như vậy các bạn nhớ giùm thầy là cái khối lệnh L đó các bạn, là cái khối lệnh mà nó sẽ được chạy khi mà cái try này nó không có vấn đề. Được chưa? Như vậy là trong đây có một cái đặc biệt là nó có thêm thằng L nữa. Nha. Thì bây giờ thầy chạy cái này lên chút cho các bạn coi nè. Ví dụ như là 56, 89 để các bạn enter, thì lúc này nó vô, nó chạy cái nghiệm và nó vô finally nè các bạn. Được chưa? Còn trong trường hợp các bạn nhập mà nó không có lỗi gì hết, 67 à có lỗi chứ, nhập có lỗi, thì các bạn thấy là nó không vô, nó thực hiện hết. Được chưa? Rồi, một cái đó là một trường hợp ha. Như vậy là thông qua đây thầy cho các bạn thấy được cái cơ chế sử dụng được cái thằng try. Và các bạn có thể in ra cái lỗi bằng cách các bạn chỉ định cái hồi nãy các bạn thấy nó ném ra cái value error không? Thì các bạn bắt cái value error ở đây, các bạn e, rồi các bạn có thể cộng vô cái error là cái gì, strs ha. Rồi các bạn có thể run nó đây. Rồi ví dụ như ở đây là thầy nhập vô là 4 rồi thầy nhập vô sai nè, thì các bạn thấy nó in ra cái lỗi này đó, các bạn có thể làm bằng cách này. Được chưa? Rồi một cái nữa là thầy muốn như thế này. Thầy muốn là khi mà cái này nó nhập sai đó các bạn, thì nó phải lặp đi lặp lại hoài, cho người ta phải nhập cho đến khi nào mà người ta nhập đúng thì nó giải rồi mới kết thúc. À như vậy là bài toán này thì trước đây chắc các bạn cũng đã học ở trong cái môn cơ sở lập trình từng làm rồi. Thì bây giờ các bạn có thể làm trên Python sao ha. Thì lúc đó các bạn sẽ dùng cái do while các bạn. Nhưng mà ở đây thì thầy sẽ dùng cái lệnh while để thấy do while, bởi vì trong đây nó không có do while. Thì các bạn có thể while như thế này nè, while true. Đấy, bởi vì nó phải thực hiện cho nhập một lần thì mình mới biết đúng hay sai, do đó là thầy while true. Là thầy chưa có điều kiện kết thúc ha. Thầy tap vô đây. Đây, mình tap vô đây một tap. Được chưa? Rồi, như vậy là khi mà nó có lỗi đó thì thầy in ra một câu cho nó biết là gì đây. Thầy in ra một thầy câu là thầy nói là có lỗi rồi ha. Nhập lại đi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái câu này, nó quay trở lại đây. Được chưa? Nó cứ lỗi nó vô đây là nó cứ quay lại, nó vô đây nó quay lại. Ở như vậy là khi nào nó kết thúc các bạn? Nó chỉ kết thúc khi nó vô else, nó thực thi cái là xong. Và mình kết thúc bằng cách nào? Mình kết thúc bằng cái lệnh break các bạn. Đấy. Break ha. Và các bạn viết ngang cấp ở đây giùm thầy các bạn, viết ngang cấp. Nếu mà các bạn viết vô đây cái là nó sai nha. Tap vô cái là nó thuộc cái khối này rồi đó. Được
Được chưa? Các bạn phải viết ngang cấp để nó thực thi xong cái lệnh L này là nó sẽ kết thúc ngay nha. Thì các bạn run lại này, mình nhập sai đấy thì nó báo là nhập sai rồi, nhập lại, nhập đúng cái này rồi nhập sai cái này thì nó cũng báo nhập sai rồi, nhập lại ha, có lỗi rồi. Rồi bây giờ mình nhập đúng nè, 89 nè, xuất ra đấy thì nó xuất ra cái nghiệm mà nó kết thúc. Thấy chưa? Rồi như vậy là đó là những cái một bài để cho các bạn thấy một cái bức tranh chung của các cái thao tác trên Python, và cái việc cài đặt của nó rất nhẹ, lập trình của nó cũng rất là đơn giản, và nó có rất nhiều cái điểm tương đồng với những cái thứ lập trình mà các bạn đã biết. Thì một số cái điểm khác biệt quan trọng đây chính là cái indent nha các bạn. Đây là cái này là khác biệt so với nhiều cái ngôn ngữ khác, là nó dùng indent để nó biết cái khối lệnh này nó thuộc vào hay không. Được chưa?